bác sĩ Ngọc đang khám cho một cô bệnh nhân của tôi là sinh năm 84, là năm nay đúng 40 tuổi. Thì tháng 3 2023 cổ có cái u. Rồi, tới đây thì giờ mình nghe cổ kể tiếp câu chuyện nha. Đúng tháng 3 không? Dạ. Ừ. Rồi sao có cái u? Rồi xét nghiệm tế bào bằng kim nhỏ đó. Xét nghiệm mà dùng cái kim châm châm mà không có tiếng cạch cạch đúng không? Dạ. Ừ, là kim nhỏ. Thì sao em kể tiếp cái đoạn đó đi. Kết quả ra là gì? Xét nghiệm ra là lành tính. Ừ. Là em mới lại bác sĩ mà điều trị cho em á là hỏi là bây giờ đã lành tính thì là có cần mổ không? Ông nói là phải mổ đi chứ, để tại vì tình tâm lý á, sợ tình mình cũng sợ. Thì em quyết định mổ. Mổ xong 10 giờ cách 3 chị Hạnh tương tự. Thì bác sĩ nói là ấy một lần nó là bị một cái lành một cái da. Rồi cái lúc mà xét nghiệm tế bào thôi là em làm một bướu hay hai bướu? Một bướu. Một bướu hay là xét nghiệm trúng cái bướu không? Trúng cái bướu đáng lẽ lúc đầu á em phát hiện cái bướu đó là nó lẹ, em không biết trong người em có hai bướu. Em chỉ phát hiện bên mắt em có một cái bướu. Mà gia đình mấy chị em là khuyên thôi đi khám coi sao. Thì em đi khám, bác sĩ với chị định là đi chọc. Chị chọc cái bướu ngay nách này nè. Không, chọc đây. À, chọc đây. Khi đó là đã phát hiện là bên có cái bướu nữa. Nó là lành tính. Xong rồi bắt đầu mới đi mổ ra thì bác sĩ bảo này là lành tính mà đây là ca. 11 giờ 10 giờ lọ 2 rồi. Vậy thì cổ có hai bướu và khi có xét nghiệm tế bào á, khi mà chích tế bào á là chích cái cục đây 12 giờ này nè, ngay nè, đúng không? Thì là ra lành. Chích ra lành rồi cái cục này cũng mổ luôn. Thì sau khi xét nghiệm tế bào và mổ thì mới ra ung thư nha các bạn. Và bây giờ cổ không có muốn điều trị, cổ dừng lại luôn. Mới có mổ sinh thiết là ra ung thư thì cổ dừng lại luôn. Thì vậy thì bữa giờ mà từ tháng 3 tới giờ đó thì nó vẫn ổn nè. Từ tháng 3 tới giờ là tính ra là cũng được 10 tháng rồi. Thì cổ vẫn ổn. Thế em đang điều trị gì nhà hả? Uống thuốc cây cỏ gì hay sao? Với lại cũng như theo bác sĩ nghe nói là chữa lành theo cách tự nhiên á. Thế chế độ ăn của em là gì? Con ăn gạo lứt, có khi ăn gạo lứt, gạo trắng. Một cái nữa chị, 1 giờ cách 3 kiêng cử đường ngọt béo. Lại 1 giờ cách 4 hạn chế. Thêm cách 3 cái nữa. Yeah, mình sống 7 nhân 4. Ừ. Ăn chờ 25 đại qua. Không ai nghe cũng chưa đi mổ. Rồi bây giờ cổ quyết tâm là cổ theo đông y và cổ chữa lành tự nhiên. Thì từ tháng 3 tới giờ thì cổ đúng là cái vị trí mổ rồi, nó không có bị lại. Nhưng mà cái này là bác sĩ Ngọc không có khuyến khích như vậy. Rồi vẫn muốn là em mổ rồi sau đó em chữa lành tự nhiên tiếp. Nó vẫn tốt hơn. Thì em đang điều trị đông y đâu vậy? Em có thể chia sẻ không? Cây cỏ bình thường ta chỉ thôi. Mà ai cho người ta chỉ tự động mua về uống hả? Dạ. Sao không đi theo một lương y nào đó đi cho nó đầy đủ bài bản, nó nhiều chất hơn, nhiều thuốc hơn, thuốc sắc á. Đi theo một bác sĩ, một cái lương y nào đó đi cũng được. Nhưng mà bác sĩ Ngọc vẫn khuyên em mổ. Mổ tại vì người ta mổ, người ta ôm hết cái bướu ra luôn, mình không có còn cái nguy cơ. Tại khi đã có u ở đây thì thường nó đã có những cái tế bào, nó nhiều tế bào trong tuyến vú rồi, nó chầu chực thôi, nó đợi chờ thôi ha. Nó đợi chờ cơ hội phù hợp để mà nó phát triển. Thì vẫn khuyên là em nên mổ. Rồi cái chuyện mổ xong là không có cần vô hóa chất, em vẫn tiếp tục đông y và chữa lành tự nhiên. Rồi nghiêng người qua đây. Ở đó là tại vì bác sĩ Ngọc không có thiên về Tây y hết 100%, cũng không có thiên về đông y hay chữa lành tự nhiên 100%. Nhưng mà bác sĩ Ngọc muốn các bạn cả hai. Không, đúng là mình có thể bỏ qua cái hóa chất nếu như mà mình có cái đông y và có cái hành trình chữa lành riêng cho mình. Tuy nhiên mình cũng nên mổ. Cái gì cũng vậy, nó phải phối hợp đông tây, phối hợp nam bắc vô, phối hợp đa liệu trình điều trị. Nam bên đó là ba bướu rồi đó, nhưng mà bướu lành nha. Em thấy không? Giờ. Ủa? Cái này là 4 giờ cách 5.
thì những cái khối đó đó bây giờ đâu có chắc là cái khối nào lành hay khối nào ác nữa, rõ ràng nó có đó em đó. Nhưng mà giờ yêu cầu là em mổ thôi, mà em chưa muốn mổ thì chị cũng chẳng cần phải xét nghiệm tế bào làm gì, tại vì một cục nó đã ra ung thư rồi, là đã có nhu cầu phải mổ rồi. Còn không chị? Còn nữa nè. Bên này có nữa nè. Thì có thể những cục đó thì nhìn hình ảnh nó đang thiên về lành tính hết á, nhưng mà cái kinh nghiệm vừa rồi em thấy ông lành mà mổ ra ác đó, cho nên là đâu thể nào mà gọi là an toàn để một cái vú như vậy được. Không còn. Vị trí sẹo mổ đó, vị trí 11-12 giờ đó. Cách núm 5, không sang thương khu trú. Ủa, cái tôi mới thấy ở đây đâu à. Đây. Vị trí 2 giờ cách 4. Gì mà đứng gì nhỉ? Mỏi chân là lấy ghế ngồi đi. Một cái nữa nè. Rồi tức là bên này 3 cục, bên này 2 rồi nè. 6 ly. Thì khi mà mổ cắt đi, đoạn nhũ đi hay tái tạo gì cũng được hết á. Mình sẽ mổ tiếp cái này nữa. Bên đó là bú lành cho nên mổ lấy bú thôi. Rồi, nói chung là bây giờ thì những bệnh nhân đến khám của tôi á, thì cũng có khá là nhiều người quyết tâm là không có làm cái gì Tây y hết, muốn Đông y và chữa lành tự nhiên. Nhưng mà tôi không có khuyến khích. Tôi vẫn muốn các bạn, nhân lúc nó còn rất nhỏ, nó vẫn còn ở giai đoạn 1, thì mình loại trừ nó ra luôn. Tại vì mình không chắc là mình chỉ có một cái đó đâu, có thể là có những ổ tế bào khác trong cái vú đó luôn rồi. Đó, rồi nó đang chầu chực đợi hệ miễn dịch của mình nó suy yếu, có những bệnh khác kết hợp để mà nó phát triển dậy. Rồi xong. Cái gan thải phần 17 sát phần thành. Có cục kém.